Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ trên tay nắp tông đơ. Tất cả những cái hàng này là nhựa hết, nhựa giả gỗ. Các anh chị lưu ý là khi mua cái nắp tông đơ này về thì mình chỉ lắp được cho Magic Clip và Super Tapper pin nha các anh chị. Lắp cho cái dòng pin chỉ hai loại máy này thôi, nó không lắp vừa cho Senior luôn. Chỉ hai loại là Magic Clip và Super Tapper mà loại pin nha các anh chị, chứ không lắp vừa tông đơ điện. Đấy thì nó có 7 mẫu. Hai loại giả gỗ, ba loại nắp si và hai loại nắp trong suốt. Nắp trong suốt này là nó cực kỳ trong nha các anh chị, nó có một cái loại nữa là nó trong nhưng mà nó dạng mà nó hơi đục đục, nó không có trong suốt, nó hơi đục, nó hơi mờ. Còn cái này là dạng mà trong suốt mà bóng luôn đó, đó là đây là cái loại tốt nhất. Đấy thì mình có thể lắp vào Magic Clip này hoặc là Super Tapper pin hoặc là những anh chị nào xài Sterling 4 á, thì cứ nếu mà có mua thì cứ nhắn tin cho bên shop, tại vì Sterling 4 thì có cái vừa có cái không. Còn chắc chắn lắp vừa là Magic Clip và Super Tapper pin là chắc chắn là lắp vừa. Nếu các anh chị mua sản phẩm này trong năm 2020 thì mình sẽ được miễn phí giao hàng tận nhà luôn. Có nghĩa là bên shop Thần Kinh Tóc sẽ hỗ trợ giao hàng tận nhà không có tính phí. Có nghĩa là mình có thể là mình sẽ tiết kiệm được khoảng từ 20.000 cho tới 40.000 ở tùy nơi. Đấy, hoặc là những anh chị nào mua trên 5 nắp thì sẽ được giảm 30.000 một cái, tại vì shop Thần Kinh Tóc là chuyên về sỉ. Cho nên có những cái giá về mặc dù là nó gần như là bán lẻ nhưng mà bên shop vẫn hỗ trợ. Có nghĩa là khi mình mua trên 5 nắp thì mình sẽ được giảm 30.000 một nắp nữa, cộng với miễn phí giao hàng luôn. Cái nắp này dành cho những anh chị nào có máy bị cái nắp bị chày xước hoặc là bị vỡ hoặc là bị xúc cái nắp si ra của Magic Clip á, nó bị xúc cái nắp si ra thì mình mua cái này về không lo bị xúc nữa, tại vì nó không có nắp si bên trên. Còn về phần giá thì các anh chị sẽ ấn vào tiêu đề, trong tiêu đề nó sẽ có giá, hoặc là mình muốn đặt hàng thì mình sẽ ấn vào cái đường link ở trong cái phần mô tả đó luôn, mình đặt hàng luôn. Rồi cuối video rồi thì Dũng nhắc lại là nó có thiết kế của Senior nhưng mà không lắp vừa cho Senior nha các anh chị. Đấy, ví dụ như cái này, nó thiết kế của cây Senior nhưng mà nó chỉ lắp vừa cho Magic Clip và Super Tapper pin thôi. Nhớ cho mình Dũng nha, tại vì có nhiều anh chị mua đã bị nhầm rồi. Thì bây giờ Dũng sẽ nhắc kỹ là trước khi mua chỉ lắp vừa cho hai máy Magic Clip, Super Tapper pin. Rất là nhiều anh chị đã nhầm rồi.